Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Chợ Ô Tô Số 1 Hùng Mỹ Linh. Và hôm nay bên mình mới tuyển về một chiếc xe không những đẹp về màu mà lại đẹp cả về xe đây các bạn này. Đẹp đến đâu thì các bạn cứ cùng mình đi đến hết video này để khám phá xem nó có xứng đáng để các bạn mua đi gia đình hay không. Và xin giới thiệu các bạn chiếc này sản xuất năm 2010 các bạn nhé. Bản nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các bạn này. Đấy, cam kết các bạn là xe zin toàn tập. Và cam kết tiếp theo với các bạn luôn là xe này không taxi dịch vụ các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát phần hình thể bên ngoài của em đó đây. Và cái màu xanh Kavansai này, nó là màu đẹp nhất của dòng Hyundai Kicks nhập Hàn rồi. Bác nào đã từng trải nghiệm trên những cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, nhất là dòng Hyundai Kicks này, thì nó cực kỳ lành máy các bạn nhé. Lành vô đối luôn. Đấy. Và với một cái cửa tiền chỉ có hơn 100 triệu thôi. Đấy, các bạn này còn lâu mới đến 200. Thì đây nó là một cái mẫu xe để các bạn lựa chọn chạy nó không hay hỏng vặt, phục vụ gia đình cũng như các bạn kết hợp kinh doanh cũng là ok các bạn nhé. Đã được trải nghiệm rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam mình. Tại sao dòng Hyundai Kicks giờ vẫn rất nhiều các bác thích thì nó sẽ là một vấn đề. Vì xe Hyundai Kicks nó là một cái mẫu xe nội địa Hàn Quốc, máy 1.1 4 máy. Đấy, để kết thúc phần giới thiệu xe thì đây, các bạn quan sát phần đầu xe đây. Toàn bộ đèn đóm là zin nguyên bản theo xe hết các bạn nhé. Đấy. Gần guốc của em nó thì có còn nguyên form đấy các bạn này. Đấy, các bạn quan sát kỹ phần hình thể bên ngoài của em nó đây. Đèn đóm này. Toàn bộ đèn là Margin Korea hết các bạn nhé. Đấy, đèn theo xe. Đấy, các bạn quan sát qua phần hình thể bên ngoài này. Xe đã được phun đồ rồi, về chưa mưa, mạ chân kính bằng inox lốp, tay lắm cửa mạ chrome. Chiếc này đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2024 mới phải đăng kiểm tiếp các bạn nhé. Từ cái anten huyền thoại vẫn còn nguyên kia các bác này. Vào đây. Và kết thúc phần sơn si để mời các bạn quan sát phần cua lốp đây. Đấy, cua lốp đinh đố nó còn nguyên đấy các bạn này. Cái dòng không taxi nó mới có một cái cua lốp đẹp như này các bạn nhé. Và gầm này. Đấy, không trong bánh ngoài lá gì, các bác cứ quan sát thật kỹ xem mình quay có kỹ không. Rất nhiều bác bảo là tại sao bác quay kỹ quá, mất nhiều thời gian quá thì đây. Vì mình muốn khi quay video nó kỹ, nó đủ chi tiết thì các bạn có thể xem hết video các bạn chốt được luôn. Toàn bộ đèn pha, đèn chiếu hậu này, đèn zin nguyên bản theo xe hết các bác nhé. Đấy, xe được trang bị màn hình cam lùi, không thiếu cái gì cả. Và đây các bạn quan sát phần ba bô lê bên bên lái này. Lúc trước là mình quay bên phụ thì bây giờ các bạn quan sát bên lái này. Và phần keo chỉ thì đây, các bạn quan sát này. Cái dòng không taxi thì cái đập cái nhìn vào cái nhìn đầu tiên là các bạn cứ để ý cái này, bốn cái tay nắm cửa tay này. Nó chưa có một dấu một giọt sơn ta nào, nó zin hết nhá. Đấy, cái đồ nhựa của dòng Hyundai Kicks nhập Hàn thì miễn bàn luôn, nó dày, nó dẻo, nó dai, nó chịu được nhiệt. Và keo chỉ đây các bác này. Không mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Đấy. Đây, bô lăng này. Đấy, các bạn quan sát này. Đấy, nó còn gai góc đây các bạn nhé. Và táp lô của cái dòng không khoan đục đây các bạn này. Cái dòng không taxi bao giờ nó cũng thể hiện một cái màu mè cũng như là một cái độ chất nó khác biệt. Và đây các bạn quan sát là bô lăng này. Bô lăng zin không phải là bô lăng độ, bô lăng vào các bạn nhé. Đấy, nó còn nguyên một cái vết này. Đấy các bạn này. Đấy, chạy xe chạy thì đương nhiên nó phải có độ mài mòn theo thời gian như này. Đấy, và củ số này. Đấy các bạn quan sát này. Xe cũ thì đương nhiên nó phải có những cái chỗ nó cũ theo, nhưng mà mới khét thì chính tỏ là cái củ số mới vào. Đây là củ số zin theo xe các bạn nhé. Và đây trần này. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe đây các bác này. Và ốc nhái bản bên lái đây các bác nhé. Margin Korea. Cam kết các bạn xe không đâm va, và đặc biệt là máy không bị thủy kích. Cam kết với các bạn là xe không taxi dịch vụ một ngày. Đấy, chỉ cần để ý mấy cái này thôi là các bạn đã phát hiện ra rồi. Và này các bác quan sát này. Toàn bộ này, những cái đường led này. Đấy, taxi thì sẽ khoan đục ở đây, nhưng chiếc này không khoan đục các bạn nhé. Và màu nó là màu xanh Kavansai zin theo xe, nhưng phải màu đổi các bạn này. Đinh đố kèo cột thì nó là zin hết. Anh em quan tâm thì cứ để lại phần bình luận bên dưới, mình sẽ hồi đáp cho các bạn. Đây các bạn quan sát lại. Đấy, cái táp lô không taxi. Đẹp quá các bác ạ. Đấy, bùa lằng này. Bùa lằng zin theo xe luôn các bạn. Còn nguyên vết ngón tay của các bác kia hay bấm còi. Đấy, củ số thì bác này bác ấy cũng phải đặt lên. Người ta thao tác số thì đương nhiên nó phải mài. Nó phải mòn hơn một chút. Chứ còn mới khét là đương nhiên là nó là hàng vào rồi. Đấy, thành vách nòng trong cánh cửa đấy các bác này. Zin hết. Đồ nhựa này. Bốn cái tay mở. Chưa có một giọt sơn nạ các bạn nhé. Toàn bộ kính này. Margin Korea hết các bạn này.
Đây các bạn quan sát phần này, cốp sau này, đấy, từ cái phụ kiện này, giá để đồ trên cao còn nguyên. Đấy, máng nước này, máng nước phía sau bên phụ đây, ốc nhái zin hết đây các bác này. Mình quay video rất kỹ, các bác cố gắng quay xem hết video, xem chiếc xe có xứng đáng để các bác mua dùng hay không. Không trong bánh ngoài lá gì, hình ảnh nó nói lên tất cả các bạn. Đẹp xấu thì mà xe xấu mà cứ quảng cáo dùm beng, có khoe khoang, có khâu khua chuông, có mõ thì cũng vứt đi. Còn quay video là trách nhiệm chính của các bác quay video là cũng như mình, là quay thật kỹ để các bạn xem soi xét, xem có mua được hay không. Đấy, các bạn này, gầm sáng rất đẹp các bạn nhé. Chứ còn quay video thì ít, quảng cáo thì nhiều thì chả giải quyết được cái gì. Mình nói nó thô nhưng nó thật các bác ạ. Đấy, các bạn quan sát này, toàn bộ phần táp ly đồ nhựa của em nó đây, hàng Margin Korea, hàng không taxi, không khoan đục đây. Nó vẫn có một cái độ phản quang, hào quang khác biệt so với cái dòng taxi đó các bạn nhé. Quan sát thật kỹ đây. Đấy, cái tay này, 4 cái tay chứ, quá đẹp. Đấy, các bạn quan sát từ cái lóc xe này, mình quay rất kỹ các bạn nhé. Cái phương châm của mình là khi mình quay này là các bác xem xong video có thể chốt được luôn. Và đây, toàn bộ keo chỉ này. Mình cam kết luôn cho các bạn là chiếc xe này không mất một phân keo chỉ, để các bạn đỡ cho yên tâm, đỡ phải suy nghĩ. Còn xấu đẹp nó thể hiện trên cái video mình đang quay đây, các bác cứ xem thật chi tiết xem có chốt được không. Đấy, táp lô đồ nhựa đây các bạn này, không khoan đục nhá các bạn nhá. Không taxi dịch vụ một ngày. Khóa vẫn còn zin hai chìa theo xe một đôi đây các bác nhá. Nói chung là xe đã qua sử dụng thì đương nhiên nó phải mài mòn, nó phải có những chỗ nó phai mờ theo thời gian. Xe đã qua sử dụng có những cái mới là các bạn phải đặt vấn đề. Đấy, cái đấy là chỉ là vào đồ thôi. Ốc nhái zin hết này. Này các bạn ngắm lại trần của em nó, trần sáng quắc. Và cái đời 2010 nó là bản đủ hết các bạn nhé, nó không có bản thiếu đâu. Cho nên các bạn yên tâm. Đấy, cái đường chỉ chạy dọc thân xe nó còn căng đét đây các bác này. Các bác có chốt em nó thì nhanh tay liên hệ cho mình. Cái dòng này lâu lắm mới kiếm được một chiếc xe đẹp, không những đẹp về màu và đẹp cả về chất các bạn nhé. Vào đây để cho các bác quan sát nữa, coi luôn phần máy. Và trước khi đi đến phần máy thì các bạn này, lốp lắp của em nó còn trên 80% các bác nhé. Các bác mua chiếc xe này về sẵn đi chứ không phải làm gì cả. Máy lổ từ đầu luôn. Khi quay video là lổ luôn các bác nhé. Không trong bánh ngoài lá gì. Đấy các bác quan sát này, các cái bộ của em nó này, nó là sơn zin đấy các bạn, chưa phải một giọt sơn ta nào. Vẫn là sơn zin tuyệt đối đây. Đấy, các bạn quan sát là phần máng nước cũng như là ụ giảm xóc hai bên. Đấy, các bạn quan sát này, chỉ nó là zin tuyệt đối các bạn nhé. Nó có bô không có một giọt sơn lạ nào. Nó có bô mà nó mới kính cong lên để chứng tỏ người ta vừa sơn lại như chiếc này đây. Zin hết. Và đây máng nước này, máng nước bên phụ cũng vậy này. Và cái ràng đầu của em nó là ràng đầu zin đấy các bác nhé. Từ cái cục cao su chân máy nó còn nguyên đấy các bác này. Đấy, máy lổ đấy các bác nhìn xa này, không hề rung giật các bạn nhá. Rung giật nó vứt đi. Đấy, không một chút hơi thừa này. Không hơi thừa này. Củ bô nó còn sáng quắc đây các bạn này. Những cái con xe mà còn cái cục này là các bạn yên tâm về chất lượng luôn. Đấy, ụ giảm xóc bên phụ này. Và ụ giảm xóc bên lái đây các bác này. Máy này. Và để kết thúc chương trình, giới thiệu với quý anh chị và các bạn về chiếc Vinagate Hoa Hậu nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, sản xuất năm 2010, không taxi dịch vụ một ngày. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Và cũng giới thiệu với các bạn là chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá là chỉ có chưa đến hơn 160 và dưới 170 các bạn nhé.